Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học tiếng Nhật online của chúng cùng với Hin Sensei. Bài trước, chúng ta đã học thêm một số trợ từ rất quan trọng. Trợ từ e được nối sau danh từ chỉ địa điểm, đúng không nào? Ví dụ, tôi đi Nhật Bản, chúng ta sẽ nói là Nihon e ikimasu, đúng không? Trợ từ d được sử dụng sau phương tiện, có nghĩa là bằng công cụ, bằng phương tiện đó. Ví dụ, tôi đi bằng xe đạp, chúng ta sẽ nói là 自転車 de ikimasu, được chưa ạ? Trợ từ tiếp theo là trợ từ to, có nghĩa là cùng với hay là và, đúng chưa ạ? Ví dụ, tôi đi cùng với bạn, chúng ta sẽ nói là 友達 to ikimasu. Và để nói đầy đủ cả câu gồm những thông tin đó thì chúng ta sẽ nói như sau. Ví dụ, tôi đi đến trường bằng xe đạp cùng với bạn, đúng không? 私は友達と自転車で学校へ行きます。được chưa nhỉ? Một lần nữa nhé. 私は自転車で友達と学校へ行きます。Và các bạn lưu ý giúp mình là trong trường hợp chúng ta đi một mình thì chúng ta sẽ không sử dụng trợ từ D nữa mà chúng ta chỉ sử dụng cụm từ hitori de. Hitori de, được chưa nào? Có nghĩa là một mình. Được chưa ạ? Ví dụ tôi đi đến trường một mình, chúng ta sẽ nói là 私は一人で学校へ行きます. Được chưa ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 6 nhé. Chúng ta cùng nhau đọc từ vựng nhé. 食べます。あん。食べます。食べます。うん。飲みます。飲みます。hút。hút thuốc lá, các bạn nhé. hút。吸います。吸います。nhìn。見ます。見ます。nghe, 聞きます, 聞きます, uống, 読みます, 読みます, viết, 書きます, 書きます, 買います, 買います, chụp, trong từ chụp ảnh các bạn nhé, 撮ります撮ります làm します, します gặp 会います会います cơm ご飯ご飯 cơm sáng hay còn gọi là bữa sáng. Thì các bạn thấy là nó sẽ được ghép bởi chữ gohan là cơm và chữ asa là buổi sáng, đúng không? Chúng ta có asa gohan. Asa gohan. Bữa trưa. Cơm trưa. Hiru gohan. Hiru gohan. Bữa tối. Cơm tối. Ban gohan. Ban gohan. Bánh mì. Đây là từ mượn cho nên được viết bằng chữ cứng. Pang. Pang. Ở đây là maru các bạn nhé. Đây là chữ p. Pa. Pang. Pang. Trứng. Tamago. Tamago. Thịt. Niku. Niku. Cá. Sakana. Sakana. Rau, yasai, yasai, hoa quả, kudamono, kudamono, nước, mizu, mizu, trà, ocha, ocha, cha là âm ghép chữ chi và âm ya nhỏ các bạn nhé. Ocha, chia, ocha. Trà đen hay còn gọi là hồng trà. Cô cha, cô cha. Sữa bò,
Yêu nhiều. Yêu nhiều. Cả hai chữ đều là âm ghép và đều có trường âm các bạn nhé. Yêu nhiều. Yêu nhiều. Cái từ sữa này chúng ta còn có một cách gọi khác theo âm nước ngoài tiếng Anh là milk, đúng không? Chúng ta sẽ đọc là milk. Milk. Nước hoa quả cũng là từ mượn tiếng Anh juice, đúng không? Chúng ta sẽ đọc là juice. Juice. Bia cũng vậy. Beer. Beer. Các bạn lưu ý nhé, dấu gạch này là trường âm nha. Đừng đọc beer sẽ thành một từ có ý nghĩa khác, đó là nhà cao tầng, tòa nhà cao tầng các bạn nhé. Ở đây là beer. Beer. Ok. Rượu. Osake. Osake. Thì thực ra từ này rượu thì chỉ là sake thôi, nhưng từ o ở đây mình thêm vào để chỉ cái sự, chỉ cái tính, để nó mang cái tính lịch sự. Và hầu như là khi nhắc đến sake thì người ta thường nói là osake luôn, tức là nó luôn gắn với từ o các bạn nhé. Osake. Osake. Đúng không? Còn trong ví dụ là trong trường hợp bạn bè nói chuyện với nhau bình thường, ví dụ tôi không uống rượu thì người ta chỉ nói là sake, sake, không uống sake thì không nói osake nữa, được chưa nào? Rồi, chúng ta cùng sang từ vựng tiếp theo nhé. Chúng ta đọc tiếp nhé. Video là video. Video. Phim. Ega. Ega. Từ này các bạn lưu ý rất nhiều người đọc nhầm thành Ega. Ega, được chưa nào? Không phải vậy, chúng ta chỉ đọc chữ E thôi và ngân ra E. E. Và là Ega. Ega. Đĩa CD. Người Nhật gọi là CD. Thì như các bạn thấy là chữ Latin này, tiếng Nhật chúng ta phải đọc thành tiếng Anh các bạn nhé. CD. CD, chứ các bạn mà đọc là CD người ta sẽ không hiểu. Tiếp theo, bức thư. Tegami. 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 Báo cáo. Report. Report. Có trường âm nhé. Report. Bức ảnh. Shashin. 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 Cửa hàng, cửa tiệm. Mise. 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 Nhà hàng. Đây cũng là từ mượn tiếng Anh nhé. Restaurant. 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 Vườn. Niwa. Niwa. Bài tập. Shukudai. 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 Môn tennis. 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 Bóng đá. Sắc cà. Sắc cà. Ngắm hoa. Ở bên Nhật vào tháng 4, hoặc là tùy theo vùng miền, tháng 4, tháng 5 là mùa hoa anh đào nở, đúng không nhỉ? Thì trong dịp này người ta ở người Nhật thường có văn hóa là đi xem hoa anh đào. Người ta sẽ mang theo cả thức ăn và đồ uống cũng như là tấm bạt để giải ra và giống như là đi picnic các bạn ạ, vừa ăn uống vừa thưởng thức hoa anh đào, cánh hoa rơi rất là đẹp. Và người ta gọi đó là hanami. Hana là hoa, mi là xem. Và o là cái từ lịch sự giống từ osake hay là okuni đấy. Người ta gọi là ohanami. Ohanami. Đây cũng là nghi vấn từ gì giống từ nan, nhưng mà nó ở một dạng khác. Và tùy với từ đi kèm thì chúng ta sẽ đọc nan hay là nani. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Nani. 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 Chúng ta có từ đi cùng nhau. Isoni. Isoni. Ở đây không có trường âm các bạn nhé, cho nên chúng ta chỉ siêu nhanh thôi. Isoni. Isoni. Một chút. Chotto. Chotto.
Chotto. Lúc nào cũng, luôn luôn. Itsumo. 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 Thỉnh thoảng. Tokidoki. Tokidoki. Từ đó. Từ sau đó. Sorekara. Sorekara. Thì cái từ này sore có nghĩa là cái đó, đúng không? Chúng ta đã học rồi. Và kara là từ, đúng không? Vậy sorekara có nghĩa là từ đó, được chưa ạ? Sorekara. Ở đây chúng ta có gần như là một câu ê, giống như là một cách đồng ý, giống như hai vậy, nhưng mà trong văn nói thông thường hơn. Ví dụ như bạn bè chúng ta hỏi là mai đi ngắm hoa không? Chúng ta sẽ trả lời là ê, ê, không phải là ê, ê các bạn nhé. Đây là trường âm ê. Ii desu ne. Ii có nghĩa là tốt. Desu ne có nghĩa là nhỉ, đúng không? Chúng ta đã học từ ne rồi, nhỉ, đúng không? Ê, ii desu ne. Chưa? Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi, được chưa ạ? Từ này, từ hiểu chúng ta có là wakarimasu. Nhưng ở đây được chia thành quá khứ, thành mashita, đúng không? Có nghĩa là wakarimashita. Wakarimashita có nghĩa là hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Được chưa nhỉ? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong từ vựng của bài số 6. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học ngữ pháp nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về câu động từ. Thì câu động từ ở bài trước chúng ta đã học rồi, đó là câu di chuyển, đúng không nhỉ? Thì sẽ ghép với động từ và địa điểm đến, điểm đến, đúng không? Còn câu động từ hôm nay chúng ta học là những động từ thông thường, ví dụ như là ăn, uống, nghe, hát, hay là mua, hay là xem, đúng không nhỉ? Thì đối với những nội động từ, ví dụ như là ngủ, kết thúc, thì nó chỉ, nó khi nó tạo thành câu, nó chỉ được ghép bởi chủ ngữ là watashi wa, ngủ là nemasu, là kết thúc câu, đúng không? Thế nhưng mà với những ngoại động từ, ví dụ như là ăn, uống hay là mua, đúng không? Thì nó sẽ phải có một tân ngữ đi cùng. Ví dụ ăn thì ăn cái gì, đúng không? Ăn cơm, ăn trứng, ăn cá, ăn rau. Hay là uống thì phải có uống nước. Vậy thì chúng ta sẽ ghép chúng vào nhau như thế nào? Chúng ta, các bạn cùng chú ý lên bảng nhé. Giả sử mình muốn đặt câu tôi uống nước. Chưa nhỉ? Vậy thì như các bạn thấy trong tiếng Việt của chúng ta có đúng từ tôi là chủ ngữ, động từ uống và tân ngữ nước. Ba từ này, ngoài ba từ này ra thì không cần một trợ từ nào nữa, đúng không? Nhưng trong tiếng Nhật thì sau chủ ngữ phải có trợ từ wa, và động từ uống thì luôn đi ở cuối câu, động từ luôn kết thúc ở cuối câu các bạn nhé. Và tân ngữ nước sau cái từ tân ngữ này nó phải có một trợ từ đi kèm, thì người ta sẽ sử dụng trợ từ ô. Chính là trợ từ hôm nay chúng ta học. Câu, danh từ, tân ngữ, đây là tân ngữ đi với trợ từ ô và động từ. Từ ô này như các bạn đã học xuất hiện ở trong bảng chữ cái, nó cũng đọc là ô, giống chữ a, u, e, o, đúng không? Tuy nhiên là chữ này chỉ được sử dụng làm trợ từ thôi. Nó sẽ không xuất hiện ở trong bất kỳ một danh từ hay một động từ nào cả các bạn nhé. Ở đây chúng ta có từ ô, trợ từ ô. Vậy thì với câu tôi uống nước chúng ta sẽ nói như thế nào? Chủ ngữ là watashi wa. Các bạn có thể bỏ đi cũng được. Watashi wa. Động từ ở cuối câu là uống là nomimasu. Được chưa ạ? Và uống nước chúng ta sẽ nói nước trước là mizu. Được chưa ạ? Và chúng ta phải sử dụng trợ từ ô ở đây. Vậy chúng ta có câu watashi wa mizu o nomimasu. Các bạn đừng quên trợ từ, các bạn sẽ nói là mizu nomimasu là không đúng nhá. Watashi wa mizu o nomimasu.
Những cái động từ như từ mimas hay là kaimas hay là tabemas được gọi là những ngoại động từ. Là ngoại động từ các bạn nhé, bởi vì nó phải có một tân ngữ đi kèm. Đó, tôi uống nước. Đó. Còn những từ như là nemas thì là nội động từ, bởi vì nó không cần một tân ngữ đi kèm. Các bạn chỉ cần nói tôi nemas, tôi ngủ, đúng không ạ? Chứ không có ngủ cái gì nữa, đúng không? Đó, chúng ta có câu watashi wa mizu wo nomimasu. Chúng ta làm tiếp một vài câu nữa nhé. Tôi ăn cơm, chúng ta sẽ nói thế nào các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ nói cơm trước, ăn sau, đúng không? Cơm là gohan. Mình sẽ bỏ tôi đi nhé, không nói tôi nữa. Gohan. Ô. Ăn là tabemasu. Rất đơn giản đúng không nhỉ? Gohan wo tabemasu. Gohan wo tabemasu. Ăn cơm, và chúng ta sẽ dịch ngược lại là ăn cơm, được chưa? Tiếp theo, xem phim, được chưa ạ? Chúng ta sẽ nói phim, xem. Rồi, phim chúng ta có từ eiga, đúng không? Eiga. Tiếp theo là trợ từ o, eiga o. Xem là mimasu. 私は映画を見ます。Được chưa? 私は映画を見ます。Nếu các bạn có đọc tách ra thì các bạn phải lưu ý rằng từ ô này phải luôn đọc cùng với danh từ đứng trước nó nhé. 映画を見ます。Các bạn đừng đọc là 映画を見ます là sai nhé. 映画を見ます。ご飯を食べます。水を飲みます。Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học động từ します. Học về động từ します nhé. します. します này có nghĩa là làm, nhưng không phải là làm việc hay là làm chế tác một đồ vật gì đó các bạn nhé. Cái từ simas này nó phải luôn đi kèm với một tân ngữ là danh từ chỉ hành động nào đó. Ví dụ như các môn thể thao này là tennisu chẳng hạn. Chúng ta sẽ đi với động từ này là tennisu o simas. Thì trong trường hợp đó nó sẽ có nghĩa là chơi thể thao, được chưa ạ? Tức là chúng ta làm cái hành động của cái danh từ đứng trước đó. Tennisu o shimasu, hay là bóng đá là sakka, đúng không? Vậy chúng ta có sakka o shimasu. Thì những từ tennisu hay là sakka hay là party là bữa tiệc, đúng không? Hay là kaigi là hội nghị, thì là những danh từ nhưng nó mang ý nghĩa của một hành động nào đó, đúng không? Thì để ghép thành câu, biến chúng thành động từ thì chúng ta phải đi cùng với shimasu, phải ghép nó với simas các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chia thành 3 loại. Thứ nhất là chúng ta sẽ ghép chúng với lại các môn thể thao, ví dụ như là sakka o simas, thì sẽ có nghĩa là chơi thể thao, hay là sports o shimasu, có nghĩa là chơi thể thao, ở trên là chơi bóng đá, được chưa nhỉ? Thứ hai đó là những sự kiện ví dụ như là party, đúng không? Party o shimasu, thì có nghĩa là các bạn đang làm bữa tiệc, hay nói chính xác hơn là tổ chức bữa tiệc đó, đúng không? Party o shimasu. Kaigi trong từ kaigi shitsu có nghĩa là phòng họp ấy, thì kaigi có nghĩa là cuộc họp, chúng ta ghép với shimasu, vậy chúng ta có kaigi o shimasu, có nghĩa là tổ chức cuộc họp
Được chưa ạ? Các bạn lưu ý đây là sự kiện. Về phần sự kiện thì chúng ta sẽ dịch nó thành tổ chức. Được chưa ạ? Còn về phần thể thao chúng ta sẽ dịch nó là chơi. Đúng không ạ? Và cuối cùng là ghép chúng với các hoạt động thông thường như là shukudai, bài tập, hay là shigoto, là công việc. O shimasu. Shukudai wo shimasu có nghĩa là làm bài tập, được chưa ạ? Shigoto là công việc, chúng ta ghép với shimasu có nghĩa là làm công việc đó, hay nói đơn giản hơn là làm việc. Nó sẽ bằng với nghĩa của từ hatarakimasu, được chưa nhỉ? Đây là shigoto shimasu, nghĩa đen của nó là làm cái công việc đó, có nghĩa là làm việc, được chưa ạ? Vậy là cùng là từ shimasu, thế nhưng mà tùy vào các danh từ, các tân ngữ đi kèm với từ shimasu này, nó là gì thì chúng ta sẽ có những cách dịch khác nhau, được chưa các bạn? Có thể các bạn sẽ phân vân là tại sao cái từ shimasu đi cùng với từ, với các môn thể thao chúng ta dịch là chơi, vậy sao không dùng cái từ chơi, đúng không? Cái từ chơi trong tiếng Nhật nó, người ta có một từ chơi riêng là asomimasu, nhưng từ chơi đó có nghĩa là vui chơi. Ví dụ như là chúng ta chỉ nói trong trường hợp là tôi chơi cùng với con tôi chẳng hạn gì đó, hoặc là những đứa trẻ đang chơi đùa, thì cái từ họ chơi đấy nó không đi cùng với từ thể thao này đó, mà chúng ta sẽ dùng động từ shimasu có nghĩa là thực hiện cái hành động đó các bạn nhé. Các bạn chỉ cần dịch đơn giản là làm những cái hoạt động này đó, và hoạt động gì thì chúng ta tùy vào trường hợp chúng ta sẽ dịch khác nhau, được chưa ạ? Vậy là chúng ta đã có câu khẳng định là làm cái gì đó rồi, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ học đến câu hỏi ngữ pháp thứ ba. Nani? Nani wo shimasu ka? Shimasu là làm và ghép với hoạt động gì đó, đúng không? Và không biết là gì nên chúng ta sẽ sử dụng nghi vấn từ cái gì, đúng không? Nani, nani, nani. Từ nani này bằng với từ nan, được chưa? Nhưng trong trường hợp ghép với từ o đằng sau này, chúng ta sẽ không đọc là nan o mà đọc là nani o shimasu ka, có nghĩa là làm gì, làm cái gì, làm việc gì, được chưa? Nani wo shimasu ka? Nani wo shimasu ka? Được chưa? Ví dụ chúng ta hỏi ngày mai bạn làm gì, đúng không? Chúng ta sẽ có ngày mai là ashita. Ngày mai là ashita, đúng không? Bạn làm gì? Thì trong trường hợp mà giao tiếp trực tiếp thì các bạn có thể bỏ chữ anata đi, chủ ngữ đi, các bạn chỉ cần hỏi làm gì thôi. Vậy chúng ta có ashita nani wo shimasu ka, đúng không? Nani wo shimasu ka? Ashita nani wo shimasu ka? Ngày mai anh làm gì? Ngày mai em làm gì, đúng không? Ashita nani wo shimasu ka? Vậy tương tự hỏi chủ nhật bạn làm gì, chúng ta sẽ nói thế nào? Nichiyobi nani wo shimasu ka? Nichiyobi nani wo shimasu ka? Thứ bảy anh làm gì? Doyoubi nani wo shimasu ka? Bây giờ hỏi một câu ở trong quá khứ đi. Hôm qua anh đã làm gì, đúng không? Hôm qua là kino, kino. Và nani wo shimashita ka là dạng quá khứ của động từ shimasu, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển thành shimashita, được chưa nào? Kino nani wo shimashita ka? Kino nani wo shimashita ka? Được chưa nhỉ? Và câu trả lời thì nó rất là đa dạng, đúng không? Nếu như là câu thông thường, ví dụ như là ăn cơm, ngày mai tôi ăn cơm, ngày mai tôi xem phim chẳng hạn, thì các bạn sẽ dùng mẫu câu ở phần số 1 này, đúng không? Hay các bạn có thể nói là ngày mai tôi đi Hà Nội, 明日 Hà Nội へ行きます,
đúng không? Hoặc là ngày mai tôi không đi đâu cả. Asta dokomo ikimasen. Hoặc là ngày mai tôi không làm gì cả. Thì chúng ta sẽ nói gì nhỉ? Trong trường hợp không làm gì cả, các bạn sẽ thay từ o bằng từ mo và vẫn sử dụng nghi vấn từ này. Vậy là chúng ta có nanimo. Và nhớ động từ phải chia thể phủ định, tức là shimasen, tức là không làm. Vậy các bạn có thể dịch nghĩa đen, tức là cái gì cũng không làm, có nghĩa là không làm gì cả. Được chưa nhỉ? Nanimo shimasen. Nanimo shimasen. Cái gì cũng không làm. Vậy thì không ăn gì cả chúng ta sẽ nói thế nào? Nanimo tabemasen. Được chưa? Cái gì cũng không ăn. Vậy không uống gì cả chúng ta sẽ nói thế nào? Nanimo nomimasen. Được chưa nhỉ? Đây là cách nói của trong trường hợp là không làm gì cả các bạn nhé. Như mình đã nói ở bài 1 về trợ từ hoa của chúng ta. Trợ từ hoa, đúng không? Viết là ha nhưng đọc là hoa. Là trợ từ của chủ đề của câu, không phải trợ từ của chủ ngữ các bạn nhé. Hoa là trợ từ của chủ đề. Chủ đề với chủ ngữ khác nhau thế nào? Chủ đề tức là một cái vấn đề gì đó mình đang nói đến, đúng không ạ? Ví dụ như là ngày mai, mình đang nói đến ngày mai thì là ashita wa, tức là mình đang muốn nhấn mạnh chủ đề là ngày mai, đúng không? Ashita wa. Sau đó là tôi làm một việc gì đó thì các bạn mới nói câu bình thường là watashi wa gohan o tabemasu, hoặc là eiga o mimasu chẳng hạn, xem phim gì đó. Thì trong trường hợp đó, wa là trợ từ của chủ đề của câu, đúng không? Và nếu như các bạn muốn nhấn mạnh cái chủ đề đó thì các bạn, ví dụ trong trường hợp này, asta là ngày mai, đúng không? Bình thường thì các bạn có thể không sử dụng trợ từ gì cả. Asta nani o shimasu ka? Nhưng trong trường hợp các bạn muốn nhấn mạnh về ngày mai đó thì các bạn có thể thêm wa vào đây. Chưa? Để biến nó thành chủ đề mà chúng ta muốn nhấn mạnh đến. Vậy là chúng ta sẽ có asta wa nani o shimasu ka? Asta wa nani o shimasu ka? Trong trường hợp các bạn muốn nhấn mạnh nhé, các bạn biến nó thành chủ đề. Chứ nếu các bạn không nói qua thì người ta sẽ không chú ý đến cái việc asta này mà chú ý đến nội dung của câu nhiều hơn là từ asta. Được chưa ạ? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn trong trường hợp nào chúng ta sẽ đọc là nani và trong trường hợp nào chúng ta sẽ đọc là nan. Thứ nhất là về từ nan. Được chưa ạ? Cái từ cái gì này nó có chữ kanji là như thế này, là chữ hà. Có nghĩa là cái gì? Cùng là một chữ kanji này nhưng nó sẽ có hai cách đọc. Một là nan, hai là nani. Nani. Được chưa ạ? Và cái cách đọc của nó sẽ phụ thuộc vào cái từ đứng sau của cái chữ đó là chữ gì. Như lúc nãy mình nói là đứng sau cái chữ đó là chữ o thì chúng ta sẽ đọc thành nani. Được chưa ạ? Vậy cụ thể hơn sẽ là gì? Cái chữ này, chữ này, được chưa ạ? Nếu đi sau các từ, nếu cái từ liền sau, nếu các từ, nếu các chữ ở đằng sau nó thuộc hàng ta, đa và na, được chưa ạ? Thuộc hàng ta, na, ta, đa và na, có nghĩa là ta chi chư te to, da chi zu ze de do, na ni nu ne no, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đọc thành nani. Chúng ta sẽ đọc thành nan nhé. Trường hợp đọc nan là các từ đi sau là thuộc hàng ta, da và na. Ví dụ từ thuộc hàng ta là từ tô, có nghĩa là từ và đấy. Từ tô là và. Ví dụ tô thì cái chữ này, ví dụ là cùng với cái gì và cái gì á,
thì chúng ta sẽ đọc là nan, đúng không ạ? Nan tội, không phải là nani tội, nan tội, được chưa ạ? Ví dụ chữ thuộc hàng đa là chữ D, được chưa ạ? Đi với chữ D, chúng ta sẽ đọc là nan đệ, nan đệ. Trong trường hợp cái từ D này chúng ta đã học ở bài trước, đó là phương tiện di chuyển đúng không? Đi bằng gì đấy? Là nan đệ, nan đệ. Tuy nhiên là trong trường hợp này như mình đã nói là nó trùng hợp với một nghi vấn từ khác cũng là nan đệ, nhưng mà có nghĩa là tại sao, cho nên để phân biệt rõ hơn thì người ta sẽ đọc thành nan ni đệ. Cho nên là trong trường hợp này các bạn đọc thế nào cũng được các nhé. Nan đệ, nan đệ. Và từ thuộc hàng na, ví dụ như là, ví dụ chúng ta đã học là từ nộ, đúng không? Nan no hon, tức là quyển sách gì, đúng không? Nan no hon. Nan no jashi có nghĩa là tạp chí gì, được chưa ạ? Nan no kaisa có nghĩa là công ty gì. Đó, thì những chữ tô này là thuộc hàng ta, chữ D thuộc hàng đa và chữ no thuộc hàng na, được chưa ạ? Và một phần nữa đó là chúng ta sẽ đọc nan trong trường hợp nó đứng trước các hậu tố chỉ số đếm. Các hậu tố chỉ số đếm là gì? Ví dụ như là từ sai là tuổi ấy, để chúng ta đếm tuổi đúng không? Ví dụ các bạn nói là tôi 10 tuổi là chữ sai đúng không? Vậy mấy tuổi thì chúng ta sẽ nói là nan sai, được chưa nhỉ? Đi theo các từ hậu tố chỉ số đếm. Xin lỗi các bạn, đi trước các từ hậu tố chỉ số đếm. Ví dụ nan sai đúng không? Sau này chúng ta sẽ học các hậu tố chỉ số đếm khác, ví dụ như là tờ này, con này, cái này, đúng không? Mấy, mấy tờ, mấy cái, mấy con, được chưa ạ? Mấy chiếc. Và một cái nữa chúng ta đã học đó là gì đấy? Cách nói giờ đúng không? Mấy giờ, mấy phút chúng ta đã học là nan dị, nam pân, đúng không? Thì những hậu tố chỉ số đếm đấy không có phân biệt là nó thuộc hàng nào, ta, đa, na hay không phải, thì chúng ta đều sử dụng nan hết. Nan sai, nan dị, nam pân, được chưa nào? Rồi, vậy trường hợp đọc là nan, nani. Trường hợp đọc là nani là gì? Là những trường hợp còn lại các bạn ạ. Là những trường hợp còn lại nhé các bạn nhé. Nếu các bạn thấy những cái từ đi sau từ chữ kanji này không phải thuộc trong hai trường hợp này, thuộc hàng ta, đa na hay là nó là hậu tố chỉ số đếm, thì chúng ta sẽ đọc là nani, đúng không? Ví dụ như là chữ ô ở đây không thuộc hàng ta, đa na, mà chữ ô cũng không phải là hậu tố chỉ số đếm, cho nên chúng ta sẽ đọc là nani-o, nani-o, được chưa nhỉ? Thực ra cái này phân tích ra thì nó hơi phức tạp. Tuy nhiên là chúng ta học, các bạn nói nhiều nó sẽ quen ấy. Ví dụ như bài trước chúng ta đã học mấy giờ là các bạn đã tự nhiên quen rằng là nan dị, nan pân là các bạn đã quen rồi đúng không? Chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ nhầm thành nan ni dị, nan ni pân đúng không? Hay là nan, bây giờ chúng ta sẽ học là nan io thì các bạn sẽ chỉ nói là nan io thôi chứ sẽ không nói là nan o nữa đúng không? Cho nên là cái phần này các bạn học thì các bạn nghe thì để biết, để hiểu vậy thôi, chứ còn thực ra thì có thể là không cần nói chúng ta cũng sẽ biết đấy. Tiếp theo mình sẽ học một mẫu ngữ pháp nữa. Mình sẽ sử dụng câu ví dụ khi nãy, đó là tôi ăn cơm đi. Gohan. Gohan trợ từ o và tabemasu. Thấy chưa? Ở đây mình đã có một câu hoàn chỉnh rồi, tôi ăn cơm, mình không nói chủ ngữ nữa. Gohan o tabemasu. Được chưa ạ? Vậy bây giờ mình muốn nói thêm thông tin, ví dụ như là tôi ăn cơm ở nhà hàng, được chưa ạ? Tôi ăn cơm ở nhà hàng, tức là mình thêm thông tin về địa điểm nơi thực hiện cái hành động này đúng không? Vậy mình sẽ có nhà hàng. Restaurant. Được chưa ạ? Restaurant. Gohan o tabemasu. Nhưng như thế này chưa đủ các bạn nhé.
Khi chúng ta muốn nói cái hành động nào đó, thực hiện ở một nơi nào đó, chúng ta phải dùng trợ từ D đằng sau cái địa điểm đó, được chưa ạ? Vậy là chúng ta có restaurant de gohan o tabemasu. Như bài trước chúng ta đã học, cái trợ từ đi với địa điểm như là địa điểm đến, đúng không? Trong câu di chuyển thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ là e, có nghĩa là đến cái nơi đấy, đúng không? Còn ở đây cũng là danh từ chỉ địa điểm nhưng mà nó sẽ đi với trợ từ d, có nghĩa là tại cái nơi đó, được chưa nhỉ? Ăn cơm ở nhà hàng, nó có nghĩa là ở các bạn nhé. Từ d trong trường hợp này có nghĩa là ở chứ không phải là bằng công cụ trong bài trước, được chưa ạ? Nó đi với địa điểm cho nên nó sẽ có nghĩa là d là ở, chưa ạ? Restaurant de gohan o tabemasu. Bây giờ mình nói tôi làm bài tập ở nhà, chúng ta sẽ nói thế nào? Watashi wa, chúng ta sẽ nói nhà trước nhé. Uchi, đúng không? Uchi de. Và làm bài tập là gì? Shukudai o shimasu. Watashi wa uchi de shukudai o shimasu. Được chưa nhỉ? Hay là ví dụ tôi mua báo ở nhà ga, đúng không? Mua báo ở nhà ga, vậy thì theo thứ tự tiếng Nhật chúng ta sẽ nói nhà ga, báo, mua, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có câu eki. Nhà ga là eki, eki de. Báo là shinbun. Trợ từ o và mua là kaimasu. Vậy chúng ta có eki de shinbun o kaimasu. Eki de shinbun o kaimasu. Được chưa ạ? Vậy là chúng ta đã học xong câu động từ có chứa tân ngữ này và địa điểm rồi, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể thêm các danh từ chỉ thời gian, ví dụ như là thứ này, thứ hai, thứ ba, tư, thứ năm, thứ sáu, đúng không? Và cái danh từ đó thì các bạn có thể sử dụng trợ từ ni cũng được hoặc không cũng được, đúng không? Ví dụ như là thứ sáu tôi mua báo ở nhà ga sẽ là kinyōbi eki de shinbun o kaimasu. Hoặc là ngày mai tôi mua báo ở nhà ga, chúng ta sẽ nói ashita eki de shinbun o kaimasu. Được chưa nhỉ? Đó là ngữ pháp thứ tư chúng ta học về trợ từ D các bạn nhé. Trợ từ D có nghĩa là ở tại. Tiếp theo chúng ta sẽ học về mẫu câu mời ai đó làm một việc gì đó, mời rủ dê. Đó, ví dụ như là hoa anh đào đang nở rất đẹp và mình muốn rủ một người bạn của mình xem hoa anh đào, đúng không? Đúng không? Chúng ta sẽ nói như thế nào? Hay là mời bạn gái đi ăn cơm, đi xem phim chẳng hạn, chúng ta sẽ nói thế nào? Các bạn chú ý nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ học mẫu câu mời, được chưa ạ? Mời rủ ai đó làm một việc gì đó. Ví dụ các bạn thích chơi bóng đá, không muốn chơi một mình và rủ một người bạn nào đó. Ê, chơi bóng đá không chẳng hạn. Hay là rủ ai đó xem phim không, ngắm hoa không, hoặc là ăn một cái gì đó không, được chưa ạ? Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào? Ở đây mình có ví dụ chơi bóng đá nhá. Mình sẽ lấy ví dụ chơi bóng đá, mình sẽ nói câu chơi bóng đá. Saka o shimasu. Đúng không? Mình có một câu chơi bóng đá bình thường là saka o shimasu. Vậy bây giờ biến câu này thành câu chào mời. Vậy bây giờ biến câu này thành câu mời rủ như thế nào? Chúng ta sẽ biến shimasu thành masen. Tức là thành dạng phủ định các bạn nhé, nhưng không phải có nghĩa là không chơi đâu. Và thêm từ ka ở đuôi câu. Vậy chúng ta có câu saka o shimasen ka? Saka o shimasen ka có nghĩa là chơi bóng đá không? Được chưa ạ? Vậy bây giờ muốn thêm thông tin nữa, đó là cùng nhau chơi bóng đá không? Được chưa ạ? Bạn rủ ai đó cùng làm một việc gì đó với mình, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng từ isshoni, tức là cùng nhau.
Ishuni. Và đằng trước, đặt đằng trước các bạn nhé. Ishuni saka wo shimasen ka? Ishuni saka wo shimasen ka? Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng mình có câu xem phim là gì nhỉ? Eiga wo mimasu, đúng không? Bây giờ chuyển thành câu hỏi, câu mời. Xem phim với tôi không? Chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? 一緒に映画を見ませんか? 一緒に映画を見ませんか? Được chưa nhỉ? Hoặc là ăn trưa với tôi không? Đúng không? Ví dụ các bạn ở công ty hay rủ đồng nghiệp đi ăn cùng nhau á, các bạn sẽ nói thế nào? Ăn trưa là 昼ご飯を食べます, đúng không? 昼ご飯を食べます. Vậy bây giờ rủ các bạn sẽ nói thế nào đây? 一緒に昼ご飯を食べませんか? Được chưa nhỉ? Vậy các bạn nhớ giúp mình nhé. ませんか có nghĩa là mời ai đó, rủ ai đó làm một việc gì đó, được chưa ạ? Tiếp theo, bây giờ không phải là câu mời nữa mà là một câu thúc giục ai đó làm một việc gì đó hoặc là cùng nhau làm một việc gì đó. Ví dụ, mọi người đang mải ăn. Ví dụ như là trong một bữa tiệc mọi người đang tức là chỉ có chăm chú mải ăn mà không có nói chuyện, không làm gì, và mình muốn khuấy động cái không khí đó, mình sẽ nói với mọi người: thôi nào, uống thôi, được chưa nhở? Thì nó chính là cái từ thôi của tiếng Việt mình. Thì mình sẽ nói thế nào? Ví dụ, ở đây mình có từ uống là nomimasu. Được chưa ạ? Đằng trước có thể là osake là rượu, hoặc là bia là biru, hoặc là jutsu, đúng không? Nhưng thường là chúng ta sẽ nói osake hoặc là biru, đúng không? Mình sẽ thêm biru nhé. Biru. Biru. Ô, nomimasu là uống bia, đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển thành uống bia thôi, được chưa? Vậy mình sẽ nói là... Xin lỗi các bạn, ở đây nomimasu, đúng không? Nomimasu. Mình sẽ biến thành nomimasho. Và chúng ta sẽ nói là biru o nomimasho. Biru o nomimasho. Biru o nomimasho. Được chưa? Nomimasho, uống thôi. Và tất nhiên đọc nó cũng phải theo cái tâm trạng, đúng không? Chúng ta không thể là nói là nomimasho, nomimasho, đúng không? Tiếng Việt chúng ta cũng vậy, nói chúng ta cũng phải cao giọng lên là uống thôi, chứ không ai nói là uống thôi, đúng không? Vậy các bạn lưu ý giúp mình nhé. Biru o nomimasho, nomimasho. Được chưa nhỉ? Uống thôi. Còn đây là masenka. Masenka là câu hỏi mời để chờ cái sự phản hồi xem là đối phương cảm thấy thế nào, đúng không? Còn đây là maso các bạn nhé. Câu maso này tức là chúng ta không có chờ người ta trả lời hay không mà chúng ta đang giục người ta, đúng không? Giục mọi người. Nomimaso. Hoặc là chúng ta muốn nói đi thôi, đúng không? Ikimasu. Chúng ta sẽ chuyển thành ikimasho. 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 Được chưa nhỉ? Rồi, khi chúng ta được mời như thế này, chúng ta sẽ phản hồi như thế nào các bạn? Ví dụ, xem phim với tôi nhá, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Một là không, hoặc hai là ừ, xem thôi, xem đi, đúng không? Vậy thì với cách nói không thì thường là chúng ta sẽ có lý do gì đó, hoặc đơn giản là chúng ta chỉ nói không bình thường thôi, đúng không? Thì thực ra là khi để mà nói lý do như vậy thì chúng ta chưa có học mẫu câu đấy, cho nên trong bài học ngày hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là trả lời. Mình chỉ hướng dẫn các bạn là đồng ý. Khi chúng ta muốn nói đồng ý thì như thế nào nhá. Ví dụ, khi được hỏi 一緒にサッカーをしませんか? Chơi bóng đá với tôi không? Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phản hồi là ừ, được đấy, đúng không? Ừ, được đấy. Vậy thì chính nhật chúng ta sẽ nói thế nào? Như ở phần từ vựng mình đã đọc cho các bạn, chúng ta sẽ phản hồi là ê, ê, giống như là từ ừ của tiếng Việt mình ấy, đúng không? Không phải là vâng nữa.
Đúng chứ nhỉ? Hoặc là trong trường hợp lịch sự thì các bạn cứ nói hay cũng được, đúng không? Hoặc bạn bè bình thường thì các bạn nói ê, và sau đó là được đấy, là いいですね。いいですね。Hoặc là chúng ta sẽ nói là ừ, chơi thôi, đúng không? Hoặc là ừ, ăn thôi, ăn đi. Vậy chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu làm một việc gì đó đi, thúc giục. Đó là しましょう. Mà mình sẽ hướng dẫn sau đây. Chưa nhỉ? しましょう có nghĩa là làm thôi. Và mẫu câu này mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Vậy là chúng ta vừa học xong hai mẫu câu. Vậy là chúng ta vừa học xong hai mẫu câu mời và thúc giục làm một việc gì đó, đúng không? Mình sẽ ôn lại ghi lại nhé. Ví dụ mời, chúng ta sẽ nói động từ thể mát sự, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển thành ませんか. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. ませんか, cái gì đó. ませんか, được chưa nào? Và mẫu câu làm một việc gì đó đi thôi, chúng ta sẽ sử dụng động từ và mát sự chuyển thành ましょう, được chưa nhỉ? ましょう, các bạn nhớ đừng nói là ましょう nhé, bởi vì rất nhiều người phát âm như vậy, cho nên các bạn lưu ý giúp mình nhé. ましょう, ăn thôi.食べましょう, đi thôi. いきましょう, được chưa nhỉ? Hoặc là ở đây mời làm một việc gì đó, ăn không?食べませんか, đi không? いきませんか, được chưa nhỉ? Mẫu ngữ pháp cuối cùng của bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là nói về chữ ô. Chữ ô như chúng ta đã gặp trong từ okuni, đúng không? Osake. Rồi okane có nghĩa là tiền bạc. Okane. Và hay là o hanami. Thì cái chữ o này nó có ý nghĩa là giống như tiếng Việt chúng ta có từ quý, đúng không? Ví dụ quý khách, quý công ty, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng từ ô này mang ý nghĩa lịch sự kiểu như vậy, đặt trước một danh từ gì đó. Nếu như không có từ ô thì bản thân cái danh từ này nó cũng có nghĩa riêng của nó rồi, thêm vào chỉ mang ý nghĩa là lịch sự thôi. Tuy nhiên là có những chữ, ví dụ như okane chẳng hạn, tiền, thì người ta thường là sẽ nói cùng với từ ô, có nghĩa là tiền bạc là okane, chứ hiếm khi người ta chỉ nói là kane không các bạn nhé. Thì những cái chữ này chúng ta học thì chúng ta sẽ biết. Ví dụ okane là chúng ta đã quen miệng là nói tiền là okane rồi. Còn okuni thì các bạn dùng o cũng được mà dùng kuni không cũng được các bạn nhé. Ở đây nó có nghĩa là lịch sự. Vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong từ vựng và ngữ pháp của bài số 6 rồi đúng không nào? Các bạn cố gắng luyện tập thật nhiều trong quyển sách bài tập nhé. Và sau bài 6 này mình sẽ có một buổi, một video để luyện tập cho các bạn kiến thức của ba bài trước là bài 4, bài 5 và bài 6 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. 皆さん、ありがとうございました。